Hello, xin tên mến chào tất cả các bác nhá. Cảm ơn anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ của vỏ trái đất. Và như đã hứa với các bác thì video tiếp theo này thì em sẽ làm cái video bật battery nữa các bác nhá. Thì lúc trước thì em có làm được mấy cái video của cái công trình xúc đất ở sau nhà dân này rồi. Nhưng mà bây giờ hiện tại là đang đến cái phần hoàn thiện rồi anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ vừa sửa battery và vừa xúc đất lên xe. Tại là bây giờ cái đá là mình chôn ở dưới này rồi, nhưng mà chân ta ly thì mình chưa sửa được. Bây giờ mình sẽ đi để mình sửa cái ta ly nhá. Bắn máy nó ngang ra xong rồi cho nó gọi là vuông vuông đi. Con máy này nó có một cái điểm yếu của nó là nó rất là khó bật nếu như mà không đứng đúng cự ly của nó. Có khi đứng xa quá cũng không được, gần quá cũng không được. Vì vậy là mình phải đứng nó vừa phải thôi, gọi là không xa cao quá mà cũng không thấp quá. Sau này nó hơi thấp này, mình sẽ nâng nó lên. Đây có viên đá này, mình sẽ xúc lên thùng rồi nhá. Cái ở đằng trước này thì mình đã sửa rồi, phía ngoài kia thì mình cũng đã sửa rồi. Mình có đăng một video ở kênh máy xúc Việt Nam Vlog, anh em nào chưa xem các bác có thể sang kênh máy xúc Việt Nam Vlog xem. Đấy, còn cái video này thì em sẽ sửa ở cái góc ở phía trong này. Cũng là em làm trong một video thì không thể hết được các bác ạ, cho nên em phải chia nhỏ các cái video ra. Mình sẽ chia nhỏ ra và mỗi video mình sẽ nói một chủ đề để anh em cùng nhau gọi là tham khảo cũng như là học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Chung là bây giờ mình thì cũng không thể nào là mình biết được hết tất cả, các bác cũng vậy thôi. Chỗ đằng trong này nó hơi thấp thì mình sẽ ấy sau nhá. Vẫn mắc một hòn đá, tưởng là nó ấy đi mà nó không đi đó. Gạt cho nó cân vào nhá. Ok, lúc trước thì mình đã bạt ở cái phần phía trên này rồi. Bây giờ mình sẽ sửa ở phần dưới này. Cần của mình nó ở đằng trước này, cho nên là bạt cái sửa cái chân to ly này nó cực kỳ là khó chịu luôn. Ở trên cao này thì được dễ này, nhưng mà xuống thấp thì khó lắm anh em ạ. Nó cái cần nó cứ bị mắc ấy, nó cứng. Mình thao tác xử lý nó không được, gọi là nhẫn nhuyễn, không được mượt như kiểu là đứng vừa tầm. Nếu mà cái cần nào mà gọi là cái ấy của nó ở bên cái cần, chân cần của nó ở bên sườn ấy, thì nhấc lên cao mới hạ xuống thấp thì nó rất là dễ thôi. Chỉ cần các bác gọi là chân tay đều, mình sửa đều một tí là ok thôi mà. Nhưng mà con máy này mình đấy, nhiều khi nhấc lên như này mình lại phải đưa ra ngoài này, mình mới đưa lên cao được này. Đấy, anh em thấy lốt răng vào lốt răng và công trình nó đã xong chưa, sắp được chưa. Nói chung là cái này thì muốn nhanh thì cũng không nhanh được, cho nên là mình sắp xếp làm sao để cho công việc nó cũng hợp lý vừa phải. Đấy, như chỗ này nó hơi lồi một tí thì mình sẽ ấn nó xuống này. Đấy, cái này nó đất này thì mình có thể là mình xúc lên xe luôn nhá, để tranh thủ mình vừa sửa ta ly và cũng vừa xúc đất được lên xe, thì các bác ấy đi sẽ giải phóng được mặt bằng luôn. Tranh thủ trong cái lúc các bác ấy quay đầu về lùi thì mình sẽ sửa một ít. Đấy. Còn vẫn có một cái mẹo cho các bác là thôi, cứ cái răng trước, cái răng làm cái mới này nó sẽ đặt lên một cái ấy răng trước, cái nốt răng gầu ấy các bác. Lát nữa em sẽ quay lại em tả cho các bác. Buổi sáng này thì cứ bom chạy thôi, nhưng mà buổi chiều thì vừa làm vừa sửa này, cho nên là nó cũng hơi lâu một tí. Gọi là lâu thôi, nhưng mà trong cái lúc mà mình thi công ấy thì là cái lúc trước thì mình đi rất là nhanh, làm xe rất chạy rất là đều, thì là mình không thể kết hợp được những cái sửa cái ta ly này. Bây
bây giờ mình sẽ làm cái này và đến đâu mình xúc luôn đi đấy. Đấy, còn cái góc ở phía trong này thì lát mình đứng sang mép này nha các bác nhá, sang mép này xong là sửa cái bên ngoài này thì ở dưới chân mình cũng chưa sửa được các bác nhá, mình sẽ sửa sau khi mà lúc mình làm mặt bằng mình rút ra thì mình sẽ sửa cái chân đó và mình xoa đất ra, thừa thiếu bao nhiêu thì mình sẽ xúc lên xe. Ở ngoài kia còn một món đá kia mà không biết là làm kiểu gì được đây, nhưng mà nhiều đá quá. Công trình nó ít đá thì mình có thể là làm nó nguyên đất thôi thì nó dễ, nhưng mà đây nó gặp phải đá như thế này. Đá như này thì không thể là nó làm được. Này cái máy của mình, cái công suất của nó cũng không thể được như kiểu là máy to, máy có búa hay máy ấy kia. Nhiều khi búa gặp phải cái đá mồ côi này còn khó làm đấy các bác. Bởi vì đập đục ra nó không có thớ, chỉ có nứt từng tí một thôi. Chung cái đá này nó cũng rất là khó chịu nếu mà để mà nói là về làm. Hãy cho nó một gầu này nữa là xong, ok nhá, xong lại sửa tà lì tiếp nhá. Đấy. Đây thì đưa nó ra bên ngoài này đi. Ok, mình sẽ lùi lại một tí nữa nhá. Hơi chồng của mẹ lên đưa gầu ra ngoài bởi vì là mắc anh ạ. Vào tí nữa. Bột răng lúc nào cũng tì lên cái ấy cũ nhá, tì lên cái lốt cũ ấy anh em. Đấy, mình sẽ ấy thêm vào trong này một tí nữa để cho cái lượng đất của nó ít đi thì mình bạt nó sẽ đỡ bị tì vào, nó sẽ thẳng cái lốt cái mối răng kia. Đấy, đây như cái chỗ này là nó cứ tì vào đây này, tì vào là mình rất khó để mình chỉnh cái đường răng gầu cho nó đi tiến hay là đi lùi, à đi ngang, đi thẳng hay là đi ngang. Đấy, bấm thẳng nó xuống nha. Tiến ra một tí nhá. Tiến ra một tí để mình sửa cái ấy chỗ này. Đây nó hơi bị một cái nốt dao, một cái nốt răng cao, một nốt răng thấp ấy các bác. Đấy, sửa cái này đi. Chỗ này nữa. Chỗ này cũng tương đối đâu. Sửa vào góc này nữa. Để nhắc cái này lên. À, người nó với này nó rất là khó thực hiện. À, bây giờ đến cái góc trong này nhá. Góc này mình sẽ sửa nốt cái đến cái răng này thôi. Cái ở bên này thì mình sẽ sửa đứng vuông máy sang phía đằng trước kia. Sau đó là sửa nó sang nhá. Ok, chỗ này thì ra mình sẽ ra để mình xúc xe. Đấy, tiến lên để xúc cái đống này đi nè. Đấy, xúc cái đống này đi xong rồi mình đứng lên kia để mình sửa cái góc kia. Một lát nữa thôi là sẽ xong cái phần ta lui này. Nhiều khi anh em khi mà mình làm xong rồi anh em thấy nó đẹp nhưng mà anh em bảo không biết là làm như nào để nó được như thế. Nhưng mà làm như vậy nó thực ra là nhiều khi là nó cũng rất là nhiều các cái công đoạn khác nhau. Chính vì vậy mà mình làm video lúc nào mình cũng chia nhỏ video ra. Không bao giờ mình làm cái video mà nó dài mà phát hết cả cái công trình đâu. Làm như vậy thì nó
rất là khó để mình căn mình cắt những cái phần đấy kia mà cũng không thuộc thể đủ muốn nhớ để mà mình thấy được. Đấy, như cái chỗ này thì mình tính lát mình đứng vuông bên này coi nhá, bởi vì là nó phụ thuộc vào nhau mà, bên này nó không vuông thì bên kia mình cũng không thể sửa được. Góc góc này thì cũng có thấp xuống nhé. Nó chỉ mất thời gian một lúc đầu này thôi, lúc sửa một tí này thôi. Cái này nếu mà lúc sáng nay chạy cố thì mình xúc hết cái chỗ này thì mình sửa nó đơn giản thôi, nhưng mà đến lúc trưa mình đi sớm một tí thì mình sửa thì thoải mái. Nhưng mà do là lúc nghỉ giờ trưa ấy thì nó lại đúng vào cái lúc mình là mình chưa xong ấy, nó còn ít ấy. Nên là đầu giờ chiều bắt đầu mình chưa sửa được luôn. Còi để cho nó đi nhá. Này thì vẫn thoải mái được một xe nữa anh em nhá. Gọi là xúc chỗ này đi thì vẫn đủ một xe để cho nó đi. Và để cào cào thêm ít cái chỗ ở trong này nữa. Xúc bớt đi thì mình đi vào nó sẽ mình dễ nhàn. Không biết là sửa cái góc kiểu gì, bởi vì là sửa những cái phần ấy kia kiểu gì. Chúng là nó cũng có rất là nhiều các cái công đoạn khác nhau. Ngoài này thì lát thì mình sẽ đi lùi ra thì mình sẽ ấy được. Xe đứng như này là vừa tầm anh em nhá. Nếu mà nó đứng ở gần quá cũng khó, mà đứng xa quá cũng khó. Đứng như này là rất là vừa tầm luôn. Gần quá thì mình lại phải thu cần vào. Thu cần mà không khi làm mình phải thu vào. Còn xa quá thì mình lại phải với, kéo rồi đụn các thể loại kiểu. Buổi chiều này không biết là có 2 hay 3 con xe. Hình như là 3 con hay sao. Bởi vì 2 con máy đầu máy ô tô, một con máy đầu nổ công nông, là máy của tàu ấy các bác, máy của Trung Quốc ấy, động cơ một xi lanh đấy. Này nếu mà xe cộ đi lại mà thuận tiện thì cũng nhanh xong không đâu mà. Nhưng mà do là có lúc thì có đã 3 xe, có lúc thì có 2 xe. Có lúc thì có một xe về sớm, mình cũng về sớm. Cũng là rất là bất tiện. Cái video này dài cho mình sẽ sửa nốt cái góc kia nhá. Mình sẽ sửa nốt cái góc ở phía trong này. Sau đó là mình sẽ đi vào phía bên trong này để mình sửa những cái ấy.
đấy ở phần phía bên trong kia nữa. Trong này nó có mấy ít đây này. Chung là những cái ấy này là phần cuối này, này là cái phần gọi là mắc này này, làm rất là chậm, tiến độ rất là chậm. Bấm sâu quá thì cũng không được, nông quá thì nó lại lồi ra lõm vào. Mình sẽ đứng ở sát mép này đi. Phần chân thì lát mình ra mình sẽ sửa sau nha anh em nhá. Đây là cái bất tiện của cái máy đối trọng dài đấy. Máy đối trọng tròn thì nó cũng không sao đâu, máy đối trọng dài này là đấy. Những cái chỗ này là làm nó mắc cái này, nó mắc nó mí rồi thì là khó làm rồi này. Nó bằng nhưng nó không bằng này. Chung là phải chấp nhận thôi anh em. Cái vì nó rộng thì cái cần của nó lại phải sắp xếp, nó lại phải gọn. Cong này thì mình sửa cho nó hơi bạt bài xuống nhá. Chắc là có một xe về rồi anh em ạ, cho nên là bây giờ không thấy nó ra nữa, thấy nó về đều nữa. Đấy. Bây giờ mình sẽ tiến ra ngoài để mình sửa những cái phần chân như các cái phần còn lại. Ra mình ủi vào một đường để mình lấy cái mặt bằng nhá. Mình đứng nó hơi xa một tí thì nó sẽ dễ làm hơn. Đứng gần quá nhiều khi cũng rất là khó. Đứng ra cái mép ngoài này đi. Đặt nó vào cái đốt răng cũ rồi đi. Mình tỉa nó xuống để cho cái phần chân này nó thẳng. Đấy, nó thẳng dưới này thì trông nó sẽ đẹp mắt hơn này. Phần trên cao rồi đi. Chung là do là lốt răng của nó thì cái ra cái vào cho nên là không thể đều hết 100% được anh em. Không thể bù được bởi vì cái lắm lúc cái gầu của mình nó nghiêng cái nọ, nó nghiêng cái kia. Không thể nào là bệ trước với bệ sau của mình nó cất nhau được. Không yêu cầu đào rãnh mương vào trong chân ta ly này, bởi vì đào chắc là sợ nó lở các bác. Đấy, xe công nông này nó đang về đây rồi.
mình sửa nốt cái góc này. Hôm rồi ấy nữa là mình có thể là mình xúc được rồi. Ok, mình ra để mình xúc cái xe này luôn nhá. À, cái xe này nó vẫn ở đây các bác ạ. Chứ không phải là nó đi về đâu mà nó vẫn ở đây. Mình cứ tưởng là nó đi về nhưng mà không phải. Chắc là lúc nay nó bị thụt, nó bị ban ở đầu ngoài kia các bác ạ. Nó mới bị lâu thế. Hôm nay là có một hòn đá này, hôm nay chôn mãi rồi mà không ấy được. Rồi, cái video này cũng khá là dài rồi, mình sẽ xúc nốt cái xe này xong là mình xin kết thúc cái video ở đây nhá. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video tiếp theo và chúc anh em thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Anh em xem video, nếu mà anh em nào chưa like thì cho đừng tiếc gì một like, hãy cho mình xin một like và hãy comment ý kiến của các bác bên dưới cái video này. Đấy, các bác có gì thắc mắc cứ để lại bình luận hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em có để dưới phần mô tả của video. Em để dưới phần mô tả của video cho nên là em là người thật việc thật các bác nhá, không phải là người ảo đâu. Em lái và gọi là trực tiếp làm luôn, trực tiếp thi công luôn chứ không phải là mình đi quay phim lại đâu. Nhiều bác thì hay đi quay phim ấy thì là có thể là các bác nghĩ nọ kia, bởi vì là người ta không phải là người làm chính tay người ta làm ấy các bác. Đấy, bây giờ mình sửa xong cái này thì lát mình vào bên trong kia thì mình sẽ san qua những cái phần gạch xỉ thiết ở phía trong kia, nó là xúc ra nó là ok. Trong này rất là nhiều đất đây này, đất đá rồi thì là gạch xỉ. Thân mến chào tạm biệt nhá, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Mình sẽ cố nốt cái xe này xong rồi sẽ nghỉ. Đây múc sâu quá thì cũng lúc là mình lại phải bù vào, mà đất ở đây nó vẫn còn rất là nhiều, cũng không lo lắm bởi vì cái chân này mình sửa xuống nó cũng có một ít này. Lúc ra thì nó nén nữa, bởi vì tí nó vào chạm bên trong thì còn chở rất còn nhiều. Đá lộc cộc. Đây mình đi vào ở phía bên trong này nhé.